Chào ông, xin chào quý cô chú nhà hảo tâm và mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của ông. Hôm nay ông lại tiếp tục lên chia sẻ cái tiến độ lập mái nhà của em Thành hai con cô bác ạ. Thì các bác được theo dõi cái thức phim hôm trước thì cũng đã được giải cái tất cả các cái đòn tay, các cái hoành lên trên mái rồi. Tuy nhiên thì người làm thì có mỗi một thợ nên là cũng không đẩy được nhanh. Thì hôm nay lại tiếp tục làm hàn cái bốn cái càng chữ A ở đằng trước nữa thì mới lập được, có thể lập được các bác ạ. Hôm nay lại tiếp tục một ngày nữa, có lẽ hôm nay sẽ lập xong. Hiện tại thì bắn cái càng chữ A vào xong là cho cái thanh sắt này lên nữa là sẽ bắn được rồi. Bắn xong thì mới có thể tiếp tục chát được. Có mỗi một cái giáo nhỉ, không thì để anh Hàn ở đấy xong em đi khoan ở kia là được. Máy khoan nhưng mà có dây đâu? Có dây mà. À. Nhưng mà bây giờ phải có giáo mới khoan được chứ. Ra hết rồi. Khoan sang. Khoan đã xin mấy này, xin này. Khoan là trong cái ra để hàn cái này để giữ cái này. Khoan nó cái gì tại đi mình tăng ta vào cái da khoan tại vì chỗ tại vì gập gập lại để đi. Không. Anh bảo này. Trai trai. Dạ. Em khoan từ chỗ cái tay của em sang xong là đút lên trên xong lại gập sang bên này một phát là được. Khoan từ chỗ tay vào ấy, xong là vừa hàn ở đấy nó vừa hàn ở trên nữa. Hiểu không? Đây, bây giờ em đứng ở đấy khoan đây này. Ui. Khoan ở chỗ này xong là mình đút thẳng ra đây xong mình mới cập ra đây phải không? Vừa hàn ở đây vừa hàn ở đây được. Đấy. Khoan mặt bên kia em ơi. Khoan mặt bên được. Kia để cho nó đỡ cập ra đây. Khoan hai mặt. Khoan ở dưới này đi. Trên cao nó đi. Sát nè. Đây này, vào cái mạch này này. Vào cái mạch này tí mình rút ra đây mình gập ra đây này. Đấy, bây giờ để cắt một đoạn dài đi. Cái thanh ở trên hình như hơi thấp nhỉ, hay là cái kia nghiêng? Sắt nghiêng đúng không? Tầm này thế nhỉ? Lại hôm qua chưa kịp. Dài quá. Thành đã đi 40 phân rồi. 40 phân được rồi. Lệch rồi, từ từ lệch cho nó bằng ở đấy là được. Lấy cái búa của này.
này có mà thoải mái. Nào hàn bên này đi. Kia bên này ở kia đó. Bay không? Ui. Bay lấy vào đây cho anh hàn. Úi giời ơi. Tiến ơi. Sợ nó thủng quá nên là thằng đang cho một cái bên này nữa thì nó mới không bị ấy, không bị phải bể. Gập, phải gập gập ở trong nữa, trong còn chưa gập. Trong này á? Đấy. Tí phải gập gập trước mình hàn nó mới chắc. Bây giờ gập mình gập là sợ nó lại thò ra. Bây giờ cứ 3m51 thì trừ ra 5 phân. Cứ đúng rồi. Ừ. 10m 35 chia lấy cái ấy đi bằng 3 ngón này. Cho mới bên 3 cái cho nó chắc. 3 hay 2 nhỉ? Nó đảm bảo. Này đúng có một tổ ong ở đâu, ngày nào cũng về đây. Ngắn. Mang xuống đi. Cần đâu. Ê, tí nó bóng hết ra đây à. Đấy. Hàn đi. Có cái trong kia nó sát chưa? Sát rồi. Okay.
Rồi. Cho xí như nắn ấy. Mà tí kéo kéo xong ấy nhá, kéo kéo xong hàn đấy, đập đi đập đi. Đấy. Anh chấm ở dưới này phát là dí nó mới xuống. Lấy que que. Thịt gì ấy? Có mua rồi. Nãy mua rồi, nãy mua cân. À, vừa mua. Mình lực gặp 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 ô gặp được với sao mà đã đúng rồi, đưa như đó, thế màn đây cố gắng tay không đấy, tí hơi nóng một tí nhưng mà mình làm kiểu này nó dễ hơn. Chơi không? Cháu An Ông xin phép được giới thiệu với các cô các bác là cháu An Ông có bán thêm măng khô, đây là măng mầm các bác ạ, rất là thơm này, rất là vàng, buổi tối nên là hơi nhìn thấy nó hơi thâm thâm một chút nhưng mà thực tế là rất là vàng ở ngoài ấy. Đấy. Đây một bó như này là 1 cân. Tiếp còn tiếp đây là măng dối. Đây là 1 cân măng dối ở một cái túi như này. Tiếp đây là mật ong bạc hà. Tiếp đây là mật rừng, mật ong rừng. Còn tiếp đây là mật ong ngâm hoa đu đủ đực. Tiếp đây là một túi hoa đu đủ đực khô.
Còn tiếp đây là thể canh có tác dụng là điều trị tiểu đường. Tiếp ở cái gian ở trên này là chè dây các bác ạ. Chè dây có tác dụng là cải thiện giấc ngủ và nếu các bác trào ngược hoặc là bị đại tràng thì các bác mang về để đun uống. Còn tiếp đây là giảo cổ lam các bác ạ. Còn tiếp đây là cái này là nhâm trần. Ông vừa gom được một ít nhâm trần thì ông cũng đã thái ra. Nếu mà các bác có nhu cầu mua đấy thì các bác muốn mua cả cây như này thì ông sẽ gửi cho các bác cả cây. Còn hiện tại thì cũng đã thái được như này rồi, rất là thơm, rất thơm các bác ạ. Còn mật ong thì ông có bán cả mật ong khoái, hiện tại là còn 10 lít mật ong khoái các bác ạ. Thì các sản phẩm ông vừa giới thiệu thì cũng rất là mong là các cô các bác đi qua kênh thì ủng hộ kênh mua các sản phẩm hiện tại ông đang có để ông có kinh phí để đổ xăng đi giúp các hoàn cảnh nghèo ở vùng cao. Thì cháu ông xin cảm ơn các cô các bác cũng đã ủng hộ ông. Ông xin cảm ơn rất là nhiều. Ôi dồi ôi, nặng phết đấy, đừng có đùa, từ từ nha. Cơm nay này lẹp. Cái tên này, cái tên nó giỏi. Ôi, ai ạ, đi đấy. Bắn nó thì tăng chê lệ. Anh ơi. Luồn quá cái chê ta. Ngoài. Luồn qua nóc. Đấy. À đi mẹ hòm đi phan có thật ăn đi phan xí. Mà đâu? Phải cái này chỗ là mà. Đi phan đi mà tính hòm mẹ cũng hòm mà phan đó mà. Đấy. Lấy dây về. Cái tấm đấy bắn rồi thì thôi, bắn hai mấy ba tấm dứa này này. Vẫn phải ở mặt chéo bên này thì mới bắn được. Đấy, cứ bắn như thế để nó giữ là mình đi là nó sẽ không trôi. Không, các cái tấm ở dứa này tí mình lấy sau. Ôi ôi, ra đẩy đi. U cái tấm này dài. Từ nha. Hai cái tấm kia mới bằng nhau. Hai cái tấm này là ngắn. Được được được, bắn được là được. Được nha. Từ nha. Ừ.
Vừa chưa? Vừa rồi. Để lên một tí tí. Chưa? Chưa rồi, rồi. Nào đẩy lên nào. Ôi ôi, từ từ nhá. Từ nhá. Không sợ. Ôi ôi. Về cho mình thấy bằng mà lập tôn vào vẫn thấy dốc gì. Cái gì cũng thấy trôi. Anh để lên đi. Ôi ôi. Rồi. Mà cái nóc kia vẫn bắn, phải bắn chứ nhỉ? Có chứ. Ôi ôi. Ôi, từ 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 để em hộ. Chân thôi. Rồi. Chẳng là cứ thế bắn treo đó. Bắn treo hết đó. Nào. Ôi ôi. Tấm này mát thế nhỉ? À vừa nãy mình lập qua không có nắng rồi. Nào, đi ra đằng sấy. Từ từ nha. Khả năng em phải hồi cái này. Từ từ nha, Thành ơi, giữ đã. Nha. Thừa không? Thừa đấy nhờ, thừa nhiều, ôi, thừa nhiều lắm. Thế, vừa nãy mày bảo không đủ. Ừ, 25 đấy, 20 từ đâu. Từ để anh đi dưới cho nó nhá, không tí trôi đấy. Ui dồi, mát thật. Đúng rồi, xuống dưới một tí, rồi. Ôi, tưới, tên. Ô, ăn cái này. Ăn cây này không rút ra được. Ăn gì á? Ăn rồi. Ui. Đấy. Rồi bây giờ em buộc dây cước vào đấy cũng được, xong là kéo ra kia. Kéo sang bên kia bắn một phát ở góc bên kia xong là cứ bắn đi thôi. Đây lấy đầu dây cước này. Cái đế giày của em cứng quá. Lại tiếp tục công việc buổi chiều bác ạ. Mà buổi chiều lại có ông anh đến giúp lập xong cái mái. Anh em trong làng giúp lập thì nó sẽ được cái chi phí là hơn 2 triệu để cho bà bố con.
Ôi giời, tổn xác quá tí. Rắn lăng kìa. Con này nó dài hơn nên là cần nhiều người. Kéo đi. Kéo lên, kéo. Bên này kéo được, vừa nãy ở bên trên kia là có tường nên kéo sợ đấy, bị rách. Nhưng bên này, ở bên này thì kéo được. Cẩn thận nhé cha, đừng để nó trượt xuống đây là nguy hiểm đấy, người ở dưới này. Em đặt đi, đặt để anh xem cho nó thẳng đi. Không phải thò ra dài như thế đâu. Bằng mép đi, tí sang bên kia mình cắt sau. Kéo vào đi Thành ơi. Kéo vào trong á. Đẩy kia. Nhìn xốp bằng mép được. Để ôi, cho xốp ra đi. Để mẹ mà cắn xốp mình đặt ngoài này. Đấy, đấy nữa. Ra quá rồi. Rồi. Ui, từ. Ghê quá, cắt tay, cắt chân đấy. Cẩn thận ơi, cái mép tôn nó sắc lắm. Quyệt vào thì đúng là thôi rồi. Đừng cho chạm vào kia, cho chạm bên này. Rồi. Jack shop. Cho chạm vào kia là tí sứt tôn đấy. Chai hộ kéo. Đặt vào, nhẹ, từ. Tạp đi. Đặt vào. Để xuống dưới đi. Ngó xuống đẩy xem là nó... Cho nó đẩy vào, ép kín vào nhá. Ít nữa. Bằng chưa? Tí nữa thôi. Nữa. Đẩy xuống đi. Cho xuống à? Cho xuống một tí nữa. Nào trai hộ túm tóc đi. Đấy. Bên này thì còn kéo được, sáng nay ở bên trên kia. Bên trên kia không kéo được. Dính vào tường ấy. Cho nó ơi. Kéo ra đi. Rồi. Lên trên một tí đi. Hay là lên đấy. Lên trên một tí đi. Ít thôi. Để ra. Rồi xuống dưới đi. Rồi. Giữ hả?
cho chai giữ đó. Ngồi lên trên đỉnh tường luôn. Kéo lên đi. Kéo lên đi. Để xuống một tí. Rồi, lên một tí tí. Bằng chưa? Ơi. Tí tối nếu mà còn thời gian thì đo cắt luôn cái mép luôn. Để hôm nào chát xong thì mới ốp sườn được. Ho, chuẩn. Hôm qua là bây giờ hiện đại rồi, ngày xưa tôn không, người ta vẫn lập vẫn ở được. Nhích xuống một tí. Lên một lên, tí. Lên. Này lên nhà cần giờ cần. Tí tí thôi. Ôi thôi. Bằng chưa? Bằng rồi. Dưa. Bây giờ kéo lên xong là chai túm trong thành ẩn xuống dưới. Thử nha. Ui. Từ đấy tí cắt mà thành. Cái tôn này là 89 mét vuông các bác ạ. 89 mét vuông nhân 125.000 một mét. Nếu mà nhân tiền công bắn thì nó sẽ vào là 2.600.000+. Đấy thì cũng rất là vui là được anh thôn đội trưởng đến giúp để bắn lấy công. Thì là anh thôn đội trưởng là 2 công là mất 800.000. Đấy, bắn tôn này là người ta lấy 400.000 một công các bác ạ.
Không biết là anh thôn đội trưởng lấy bao nhiêu một công? Hả? Ừ. Okay. Công á? Ừ. Công thì gọi là tùy anh em giả thôi, còn bảo lấy thì... Thường thường anh thuê ngày đi làm thì là 400 nghìn một ngày. Hàn xì hàn. Thế nhìn nào thôi. Ừ. Nói thì là cái mái của Thành là hết 800 nghìn tiền bán tôn các bác ạ. Thì Thành sẽ được dư là 2 triệu, được dư là 1 triệu 8. À đâu? Đúng nhỉ? Đúng rồi. Được dư ra 1 triệu 8 để mua cơm, mua thức ăn cho con ăn. Thì các cái tấm tôn này sẽ được giải lên. Được giải lên trên xong thì mới bắn. Ôi, có chuẩn đấy em. Chuẩn mà. Bắn dữ xong là kéo cước như sáng nay ấy. Kéo cước như buổi sáng nay để cho nó chuẩn. Nhờ anh bảo này nhá. Dạ vâng. Tí nữa, bây giờ anh thợ đang bán ở trên kia thì mình cũng không liên quan gì đến kia rồi. Giờ đi đảo vữa về nhét tất cả các cái hoành kia nhét vào để cho nó ôm nhé, sợ mưa gió về nó lung lay nhá. Tất cả ôm hết đi, đào vữa vào nhét vào hết cả hai bên để cho nó phẳng nhất, để cho nó nhôi ra mấy nước không chát được đâu nhá. Vâng. Tí phải làm luôn nhá, cả cái này đấy nhá, lấy ván giải lên xong làm luôn đi, không mưa gió về là cái chân kia nó không ổn, nó nhét về cho chát này. Vâng. Ừ. Đến hôm nay đây thì Thành cũng đã có lập mái rồi, cũng gọi là được tầm khoảng 70-80% rồi, đã lập mái xong, hiện tại còn chờ thợ đến chát nữa là xong. Thì Thành có gì muốn gửi gắm đến các ông bà đã giúp mình không? Dạ có ạ. Rồi. Dạ con xin cảm ơn bà Quỳnh ở Canada và bác Minh Trần ở Úc và bà Hiền Nguyễn, nhóm của bà Hiền Nguyễn. Dạ con xin cảm ơn các ông bà rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn luôn yêu thương con, và hôm nay đã giúp đỡ con có được một mái ấm. Dạ, con không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn và chúc các ông bà có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ cùng gia đình ạ. Con xin cảm ơn ạ. Rồi. Thì nhớ là vừa nãy anh dặn nhé, tất cả đều phải tí mết hết nhé. Vâng. Gọi là lấp cái tấm ấy vào, lấy nước đi tưới vào nhé, lấy nước đi tưới vào gạch, tưới vào xong mình đi đảo vữa vào cho vào thì nó mới chín, nó mới ăn, không thì nó khô quá mình cho vào nó khô nhanh quá nó không ăn đấy, nó không ăn vào gạch đấy nhá. Vâng. Còn tất cả đều như vậy, xong là hôm nay thì cũng đã lập xong rồi, thì san cái nền dần đi. Vâng. Cho chú lên hộ san đi, san dần để cho phẳng đi nhá. Vâng, vâng. Thật sự là rất là vui mừng thì cũng đã được các cô các bác các ông bà cũng đã yêu thương Thành đến ngày hôm nay đây, thì thật sự là Thành cũng vui rất là nhiều rồi, cũng đã bù đắp mà trước đây cái nỗi bất hạnh trước đây các bác ạ. Hôm nay thì cũng đã lập xong mái, hiện tại thì sẽ chờ anh em thợ đến để chát nữa là sẽ là xong phần chát và phần thô. Thì cũng rất là vui, ông lại vừa nhận được tiền của bà Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời hứa của bà thì cho quẩy 20 triệu thì cháu ông cũng đã nhận rồi. Cũng đã nhận số tiền là 20 triệu để hỗ trợ em quẩy, để em quẩy làm nhà. Thì hiện tại là tổng là được 27.500.000 để vào quỹ xây nhà. Thì hôm qua đây cũng rất là mong lại tiếp tục được sự yêu thương từ các cô các bác các ông bà để giúp quẩy, để có một cái cơ ngơi như bao hoàn cảnh khác ở trên kênh An Đông TV. Thì cháu An Đông xin cảm ơn. Thì cũng hôm nay đến đây thì cũng đã lập cái mái xong rồi, thì có lẽ cái
Thước phim của anh ông cũng xin được chia sẻ đến đây. Cháu anh ông xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người các cái thước phim tiếp theo.